Từ ngày 18 tháng 10, tỉnh Bắc Cạn chính thức chuyển sang trạng thái bình thường mới, các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đã được kết nối trở lại, hoạt động du lịch cũng đã được mở cửa, đặc biệt là du khách có thể đến trải nghiệm hồ Ba Bể vào mùa đẹp nhất trong năm tại khu du lịch hồ ba bể các cơ quan quản lý nhà hàng khách sạn đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách du khách từ các vùng miền đến hồ ba bể sẽ tùy theo khu vực để thực hiện phòng dịch riêng ở vùng xanh đến đây chỉ cần quét mã qr theo quy định của ngành y tế ngoài ra các khu du lịch tâm linh du lịch sinh thái khác ở tỉnh bắc cạn cũng đã mở cửa đón khách